Bây giờ là 18:30, xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình tối nay ngày 16 tháng 10 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Tỉnh Long An trao học bổng và xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án đốt rác phát điện thứ hai. Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo tại Syria. Trong chiều nay ngày 16 tháng 10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch quý tư năm 2019. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Phạm Văn Cảnh chủ trì. Ngay trong phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình nhấn mạnh, tại hội nghị này, đề nghị các đồng chí từ bộ, ngành đến địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến, nhất là chỉ rõ những tồn tại hạn chế yếu kém cũng như nguyên nhân để từ đó đề xuất những giải pháp có hiệu quả nhằm kiềm chế, ngăn chặn, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt là đối với xe ô tô khách, xe tải lớn, nhất là vào cao điểm cuối năm. Theo đó, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích thảo luận về tình hình thực hiện và xử lý vi phạm về việc không đội mũ bảo hiểm, đặc biệt là cho trẻ em khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp, việc hạn chế xe cá nhân và ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng, việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, xử lý vi phạm xe quá khổ, tình hình xử lý điểm đen tai nạn giao thông, cùng những giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trong quý tư. Theo báo cáo trước đó tại hội nghị, 9 tháng đầu năm, tình hình trật tự an toàn giao thông có những chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí, số người chết do tai nạn giao thông giảm sâu nhất trong nhiều năm, số vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm 567 vụ, giảm trên 4%, số người chết giảm 353 người, giảm gần 6%, số người bị thương giảm 700 người, giảm gần 7%. Dù đạt được kết quả nổi bật, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhất là tai nạn liên quan đến xe chở khách, xe tải nặng, tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy gây nên. Tại Long An, 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 149 vụ, tăng 1 vụ so với cùng kỳ, làm chết 87 người, giảm 3 người, làm bị thương 136 người, tăng 12 người, trong đó chủ yếu là tai nạn giao thông đường bộ với 146 vụ. Thưa quý vị, vào chiều nay, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, công bố dự thảo kết quả kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với các quy định nêu gương. Trong thời gian qua, việc kiểm điểm đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định nêu gương gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với đánh giá xếp loại đảng viên hàng năm có nhiều chuyển biến chặt chẽ, thực chất hơn. Hầu hết các đơn vị địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các tồn động, những vấn đề bức xúc trong nhân dân, từng bước ngăn ngừa tham nhũng lãng phí. Tuy nhiên, một số cấp ủy quán triệt chưa sâu sắc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên một số nơi chưa thường xuyên. Việc kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên ở một số nơi còn chạy theo thành tích, chưa mạnh dạn nêu hạn chế. Vẫn còn tình trạng cán bộ đảng viên chưa thực sự nêu gương, bị xử lý kỷ luật. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh tinh thần, quan điểm và sự vào cuộc của Tỉnh ủy Long An đối với việc thực hiện nghị quyết và các quy định của Trung ương. Qua đây, đồng chí Phạm Văn Rạnh kiến nghị Trung ương trong khâu tổ chức thực hiện cần có sự đồng bộ, xử lý kịp thời các chồng chéo bất cập về pháp luật trong đầu tư quy hoạch, sớm phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện cho địa phương chủ động thực hiện. Đồng thời mong muốn Trung ương đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy trong triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về nêu gương. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý tỉnh ủy Long An cần nâng cao vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đổi mới công tác tuyên truyền, học tập nghị quyết, các quy định của đảng theo hướng thiết thực hiệu quả. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý những vi phạm, sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng biểu dương gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm hay, sáng tạo. Vào chiều nay ngày 16 tháng 10 năm 2019, tại Hội trường Thống Nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ trao học bổng và xe đạp cho 225 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi trong toàn tỉnh. Ông Phạm Tấn Quà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự và trao tặng quà. Đợt này có 225 em học sinh của 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh được nhận quà tặng của tỉnh. Mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 20 quyển tập trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra còn có 45 em đặc biệt khó khăn được tặng xe đạp trị giá 2 triệu đồng mỗi xe. Tổng kinh phí học bổng và quà tặng là trên 300 triệu đồng, được trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh. Hiện nay, tỉnh Long An có trên 360.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có trên 2.700 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 13.500 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Nhằm giúp cho trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Long An huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho trẻ em. Kết quả trong 9 tháng đầu năm, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh vận động các nguồn lực trên 1 tỷ đồng, nguồn ngân sách tỉnh phân bổ cho các hoạt động hỗ trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền là gần 5 tỷ đồng. Nguồn quỹ này đã được dùng để hỗ trợ phẫu thuật tim mạch, hở hàm ếch, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà và trao học bổng cho trẻ em nghèo. Ông Phạm Tấn Quà gửi lời cảm ơn đến các tổ chức cá nhân đã tài trợ, đóng góp tài chính, dụng cụ học tập, sách vở cho Quỹ Trẻ em tỉnh. Mong rằng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng các chương trình vì trẻ em của tỉnh, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được hỗ trợ tối đa để các em học tập, trưởng thành, góp phần xây dựng xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc. Vào sáng nay ngày 16 tháng 10 năm 2019, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do bà Phạm Ngọc Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, có cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường từ năm 2017 đến nay. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Phạm Tấn Quà cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan tiếp làm việc với đoàn giám sát. Thời gian qua, nổi bật là công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang bị tài liệu giảng dạy, học tập, xây dựng hiệu quả các mô hình giáo dục lễ giáo, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, truyền thống văn hóa lịch sử, mô hình trường học xanh sạch an toàn. Bên cạnh kết quả đạt được, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hàng chục vụ học sinh gây rối, đánh nhau trong và ngoài nhà trường. Một số thầy cô có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Các vụ việc tuy được xử lý kịp thời nhưng để lại dư luận không tốt trong xã hội về ngành giáo dục. Thành viên trong đoàn giám sát cũng đề nghị các ngành làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế, tư vấn tâm lý học đường, tình trạng thiếu thừa giáo viên, công tác phối hợp giữa ba môi trường giáo dục, gia đình, nhà trường và xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Phạm Tấn Quà trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp, đề xuất của đoàn giám sát, đồng thời yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục theo dõi, kiểm tra các cơ sở giáo dục trực thuộc, phối hợp các ngành, đoàn thể, địa phương, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Thưa quý vị, việc tặng lịch vào mỗi dịp Tết là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tranh thủ đặt những cuốn lịch xuân để làm quà biếu, vừa thể hiện lòng tri ân với khách hàng, đối tác, vừa là một hình thức quảng bá thương hiệu. Còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Như thường lệ, khoảng thời gian này được xem là cao điểm của mùa in lịch. Khi những tờ lịch cuối cùng của năm cũ sắp hết, thì thị trường lịch lại bắt đầu sôi động. Những năm gần đây, lịch có sự đa dạng về mẫu mã, sinh động về màu sắc và giá cả cũng không biến động nhiều so với năm trước. Tại công ty cổ phần in Long An, mùa in lịch thường rơi vào khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12. Năm nay, công ty nhận in khoảng 600.000 bản theo đơn đặt hàng. Từ lịch trung màu, khổ 10 x 14,5cm cho đến lịch siêu cực đại, khổ 38 x 54cm. Chủ đề chủ yếu là trà đạo và các hoạt động văn hóa dân gian thuần Việt. Thói quen trao lịch trong nhà không chỉ đơn thuần là để xem ngày tháng như trước, mà lịch còn là vật trang trí, một biểu tượng của no ấm, hạnh phúc.
Vì vậy, bên cạnh việc sử dụng hình ảnh con vật biểu tượng của năm, các chi tiết phụ như là câu đối, phong cảnh, ca dao tục ngữ cũng được nhà sản xuất lồng ghép rất hài hòa, phong phú và thẩm mỹ. Đặc biệt, với những ai đang sống xa quê, sự xuất hiện của những lốc lịch mới sẽ làm gợi nhớ một mùa Tết sum họp đoàn viên. Thưa quý vị, sau thời gian dịch tả heo châu Phi hoành hành, giá heo xuống thấp, thời gian gần đây thì giá heo đã tăng nhanh và đạt mức kỷ lục từ trước đến nay. Hiện giá heo tại Long An dao động từ 50.000 đến 55.000 đồng một ký. Đây là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nhiều dự báo cho thấy sẽ có đợt khan hàng tăng giá heo hơi trên diện rộng từ nay đến cuối năm. Nhất là khi thị trường đã vào mùa tiêu thụ mạnh, nhiều cơ sở kinh doanh đang thu gom để chế biến các sản phẩm sử dụng nguyên liệu từ thịt heo phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Mặc dù trên thị trường giá heo đang tăng cao, nhưng người nuôi tại Long An rất ngại tái đàn. Có thể nói chưa bao giờ người nuôi heo lại bất an như hiện nay, bởi dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, nếu tái đàn vào thời điểm này sẽ rất mạo hiểm cho người nuôi. Trong những năm qua, huyện Bến Lức đã có hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên, chiến sĩ công an huyện đăng ký hiến máu tình nguyện, góp phần đáng kể vào ngân hàng máu sống, giúp cho các tổ chức y tế trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác cứu chữa người bệnh. Nhiều đoàn viên hăng hái tham gia hiến máu tới 11 lần. Thì em hiến máu cũng được 11 lần rồi, em thấy cái việc này rất là ý nghĩa, rất là có ích cho xã hội. Thì em mong muốn là các bạn trẻ bây giờ thì hãy hiến máu. Cái này cũng dễ lắm, không có gì mà phải lo lắng hết trơn. Hiến máu về thì sức khỏe mình rất là tốt. Thì em hy vọng mọi người sẽ suy nghĩ tích cực hơn, sẽ đi hiến máu nhiều hơn để giúp ích cho mọi người. Để phong trào đi vào chiều sâu và hiệu quả, hàng năm, đoàn thanh niên huyện đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác vận động tới các tổ chức đoàn trong việc tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện. Định kỳ tập hợp thống kê tình hình, kết quả, số liệu báo cáo các ban ngành có liên quan, biết và có định hướng chỉ đạo phối hợp. Bên cạnh đó, huyện đoàn cũng tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên về phong trào hiến máu cứu người, đồng thời đề xuất các hình thức biểu dương khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào. Thì mình hiến máu được hai lần rồi. Thì mỗi lần hiến máu thì mình về thấy sức khỏe nó hoàn toàn khỏe mạnh, nó tốt, không ảnh hưởng gì hết. Thì mình cũng mong là mình luôn có nhiều sức khỏe để mình được hiến máu nhiều hơn nữa, để có thể là góp phần nhỏ bé của mình cho xã hội, cho những người cần máu. Kết quả trong ngày 16 tháng 10 năm 2019, không chỉ có đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ công an, mà nhiều cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đông đảo nhân dân đã tham gia hiến máu với tổng số 200 lượt người, với hơn 166 đơn vị máu được Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh tiếp nhận. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin trong nước đáng quan tâm. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 16 tháng 10, dự án đốt rác phát điện thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh đã được khởi công tại huyện Củ Chi. Dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa được xây dựng trên diện tích 8 hectare tại huyện Củ Chi với công suất xử lý 2.000 tấn rác một ngày. Công suất phát điện 40 MW bằng công nghệ hiện đại của Đức đang được sử dụng tại 40 quốc gia. Ưu điểm của công nghệ này là khép kín từ tiếp nhận đến khâu xả thải cuối cùng, không phát tán mùi hôi. Đây là nhà máy đốt rác phát điện thứ hai nằm trong dự án đổi mới công nghệ xử lý rác của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng sẽ được đưa vào sử dụng giai đoạn 1 sau khoảng 2 năm. Ở giai đoạn 2, nhà máy sẽ được mở rộng quy mô, nâng công suất xử lý lên 5.000 tấn rác mỗi ngày, góp phần đổi mới công nghệ, thu hồi năng lượng từ rác, tiết kiệm nguồn tài nguyên, hạn chế phát thải, giảm ô nhiễm môi trường cho thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong ngày hôm nay 16 tháng 10, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội thảo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị khóa 9 về phương hướng nhiệm vụ cải cách tư pháp giai đoạn sau 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị khóa 9 về cải cách tư pháp là chủ trương lớn của Đảng, xác định rõ mục tiêu của chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 là xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử, được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao. Qua 15 năm thực hiện nghị quyết, công tác cải cách tư pháp của nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, qua khảo sát tại một số cơ quan, đơn vị của Trung ương, địa phương, thì còn nhiều vấn đề đặt ra cần đánh giá, làm rõ. Từ đó đề ra mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào những vấn đề về tổ chức tòa án theo khu vực, về đào tạo cử nhân luật, đào tạo cán bộ nguồn của các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, cơ chế thu hút, tuyển chọn những người có tâm huyết, đủ sức đủ tài và làm việc ở các cơ quan tư pháp.